Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Và hôm nay thì chúng ta có một màn đặc biệt hơn một chút, đó là màn độc hộp. Vâng, như các bạn có thể thấy thì đây là một chiếc đồng hồ Vacheron Constantine. Vâng, chiếc đồng hồ này như thế nào? Chúng ta hãy thử khám phá nhé. Và trước hết thì tôi sẽ nhấc cái hộp này lên. Ở bên trong lại có một cái hộp khác được bọc trong một cái lớp vải nhung như này. Đó. Các bạn có thể đoán ra đây là chiếc đồng hồ là cái bộ sưu tập nào không? Vâng, chúng ta hãy thử mở hộp ra. Vâng, đây là chiếc Overseas. Mẫu đồng hồ được thiết kế để cạnh tranh với cả Royal Oak hay là Nautilus, để thiết kế thời thượng trong khoảng thập niên 70. Vâng, và chúng ta còn những cái gì nữa? Ngoài chiếc đồng hồ, chúng ta vẫn còn nhiều thứ khác để khám phá. Ở bên dưới đây, chúng ta có một cái túi nhỏ nhỏ như này. Đây, như bạn có thể thấy. Rồi chúng ta có một cái hộp đồng hồ. Và ở đây, cái túi để đựng chiếc đồng hồ này. Còn bên này là một chiếc USB. Chiếc USB này thì có tài liệu gì? Vâng, chiếc USB này là tất cả những cái thông tin về chiếc Overseas, và cùng với những cái tài liệu khá là hiếm và của Vacheron Constantine, mà chỉ những người sở hữu chiếc đồng hồ thì mới có thể xem được thôi. Nếu các bạn muốn biết nội dung bên trong cái USB này là gì thì hãy comment phía dưới video. Và nếu có nhiều người comment thì tôi sẽ xem xét để làm một video review với chiếc USB này. Vâng, và ở đây chúng ta có bộ sổ. Bộ sổ in rất là đẹp. À, có rất nhiều logo hình thành giá Mantis ở đây. Và cái thành giá Mantis này là một cái dấu hiệu của kỵ sĩ thánh, và cũng là logo thương hiệu Vacheron Constantine. Nhưng mà cái lý do mà Vacheron Constantine chọn cái logo này rất đơn giản, vì trong bộ máy của họ có một cái chi tiết nó giống giống như thế này, chứ không có cái gì nó quá đặc biệt hay liên quan đến tôn giáo cả. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ tới phần chính là review chiếc đồng hồ này. Chiếc Overseas này có đường kính 42mm, và bạn có thể thấy là toàn bộ đều được làm từ vàng hồng. Từ vỏ này, vành bezel này, đến cả bộ dây này, tất cả đều là vàng hồng hết. Và cái thiết kế vành bezel này khá đặc biệt. Và nếu để ý thì vòng bezel này rất giống một cái vành răng. Và những chi tiết này là lấy cảm hứng từ chính cái logo của thương hiệu, là cái thành giá Mantis mà tôi đã nói lúc trước. Vâng, chi tiết đó thì có thể thấy, nhìn thấy cả bộ dây. Bộ dây khá là đẹp. Cái độ hoàn thiện thì chiếc đồng hồ được hoàn thiện chảy xước ở thân vỏ. Còn ở vành bezel chúng ta thấy là đánh bóng toàn bộ. Đúng chỉnh giờ thì vẫn có logo thương hiệu thôi, không có gì quá đặc biệt. Và hai nút bấm chronograph thì được thiết kế dạng xoắn vít, có nghĩa bây giờ bạn không ấn được, bây giờ không ấn được này, còn nếu bạn vặn ra, vặn ra như này thì mới có thể ấn được. Đó. Vâng, thiết kế như này thì sẽ giúp làm tăng khả năng chống nước trên đồng hồ. Và về cơ bản thì đây là một mẫu đồng hồ thể thao thiết kế rất là đẹp mắt và đúng với phong cách thập niên 70, giống với cả Audemars Piguet, Royal Oak hay là Nautilus của Patek Philippe. Về tổng thể thì bộ vỏ hoàn thiện cực kỳ tỉ mỉ. Vâng, và tôi cũng muốn cho các bạn xem mặt sau chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này thì không được thiết kế lộ máy, và mặt sau chiếc đồng hồ là một cái hình thuyền buồm được chạm khắc cực kỳ tỉ mỉ luôn. Như các bạn có thể thấy ở đây. Vâng, nói là giống với cả hai mẫu Nautilus hay là Royal Oak, nhưng thực chất thì Overseas này không phải là thiết kế của Viragenta. Overseas xuất thân là từ thiết kế Vacheron Constantine 222. Vâng, ra đời năm 1977. Tại sao lại có cái tên 222 này? Bởi vì thương hiệu Vacheron Constantine ra đời năm 1755, và năm 1977 là kỷ niệm 222 năm ngày thành lập thương hiệu. Và vì đó, cùng với cái mốt lúc đó là cái đồng hồ thiết kế như thế này, nên là Vacheron Constantine đã thuê George Heisett để thiết kế một chiếc đồng hồ cạnh tranh với cả Royal Oak hay là Nautilus. Và từ đó chúng ta có chiếc 222, và sau này chiếc 222 thì sẽ tiến hóa thành chiếc Overseas ngày nay. Mà số chiếc đồng hồ thì có màu trắng khá là cổ điển thôi. Và bạn có thể thấy là
mã số được hoàn thiện vân kính Lodge. Có những mã số phụ bên trong thì được thiết kế trơn bình thường. Chúng ta có mã số 3 giờ để chỉ foot, mã số 9 giờ để chỉ giờ chronograph và mã số 6 giờ để chỉ kim giây. Thiết kế compact quen thuộc, những con số là chất phát quang superluminova thì chúng ta có thể dễ dàng xem giờ trong bóng tối. Đặc biệt hơn là cái lịch ngày được đặt ở góc 12 giờ này. Lịch ngày thì được thiết kế từ hai đĩa lịch, một chỉ hàng chục, một chỉ hàng đơn vị. Với thiết kế hai đĩa lịch này thì sẽ khó khăn để thiết kế hơn một chút so với lịch ngày một đĩa lịch. Đồng bộ kim dáng stick và chúng ta thấy là cũng được phủ chất phát quang ở trên này. Còn ba cái kim chronograph thì có màu xám tro khá đặc biệt. Tôi thấy cái màu sắc này khá là phù hợp chiếc đồng hồ thay vì cái màu nung xanh. Thực tế thì nung xanh rất là đẹp nhưng mà đặt lên màu sắc như này thì sẽ không phù hợp lắm. Và như đã nói từ lúc trước thì mặt đáy chiếc đồng hồ có hình chạm khắc của chiếc thuyền buồm, vì thế nên chúng ta không thể quan sát được bộ máy và tôi cũng không thể nhận xét gì về độ hoàn thiện bộ máy được. Vâng, về cơ bản thì bên trong chiếc đồng hồ Overseas này sử dụng bộ máy caliber 1187 được sản xuất in-house của hãng. Và bộ máy này thì thông số cơ bản là 27 chân kính, thời lượng cót 40 giờ và sở hữu cơ chế column wheel. Vâng, column wheel cực kỳ phức tạp nhưng mà có lẽ nó trở thành chuẩn của những chiếc đồng hồ cao cấp rồi. Vâng, bây giờ tôi thử lên tay chiếc đồng hồ này. Như các bạn thấy, chiếc đồng hồ này bắt sáng rất là tốt và cực kỳ đẹp. Quan trọng nhất đó chính là cái thiết kế vành bezel lạ và khó có thể nhầm lẫn với thương hiệu nào khác. Bên cạnh đó chúng ta có bộ dây thiết kế lấy cảm hứng từ chữ thập Mantis, và tôi đặc biệt ấn tượng với bộ dây này. Đây, chúng ta có khóa ở đây được ghép lại thành cái chữ thập. Vâng, chất vàng thì đeo rất là đầm tay. Về cơ bản thì bộ dây được hoàn thiện chạy xước, nhưng những cái cạnh bên trong này thì được đánh bóng nên bạn có thể thấy là mỗi góc nó lại bắt sáng cực kỳ đẹp mắt. Như phần này bắt sáng này, rồi sang phần này trông rất là ấn tượng. Vâng, giống với cả Patek Philippe hay là Audemars Piguet thì Vacheron Constantin cũng có một mẫu đồng hồ thể thao cao cấp cho riêng mình, đó chính là mẫu Overseas này. Thì theo các bạn, mẫu Overseas, Royal Oak hay Nautilus, thiết kế nào đẹp hơn? Rõ hai set có thể cạnh tranh được với Giragenta trong khả năng thiết kế hay không? Nếu các bạn có ý kiến gì có thể comment phía dưới. Và để biết thêm thông tin chi tiết về chiếc đồng hồ này, các bạn có thể truy cập ra bảoluxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.